thì thành ngồi nhớ thôn đông, một người chín nhớ mười mong một người, lắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi với làng. Vâng, chú rể Hoàng Hùng, chúng ta đã tâm sự với cô dâu Lương Phương rằng anh đã đi tới tận cùng trời của đất, gặp được em người con gái duy nhất anh thương, em có đồng ý lấy anh làm chồng hay không? Cô dâu Lương Phương của chúng ta cũng nhanh nhỏ mà đáp lại rằng trời trao cho em được gặp anh, vừa đẹp trai vừa có tài, tài ăn nói kiêu sa và lịch lãm, trái tim em đã thuộc về anh mất rồi. Dạ vâng, nếu anh là hàng cau xanh chưa ngó em. Nếu em là hàng cau xanh chưa ngó, hoa trắng ngần ngăn ngắt đến thương thò, anh sẽ là dây cầu con cổ tích, cuốn lấy thân cau để được nhớ thương tình. Vâng, và một đêm trăng sáng thì chú rể Hoàng Hùng có tỏ lời tình với cô dâu Lương Phương chúng ta, rủ cô dâu chúng ta ra bờ chiếc đê để chơi trò bịt mắt bắt dê. Vâng, sau khi dê đã mỏi người bịt mắt thì cũng đã mệt, chú rể chúng ta có tình thầm vào tay cô dâu mà nói rằng ước gì mà em biến thành cái lò. Vâng, để anh làm củi anh thò vào trong, chẳng biết là có thò được không, nhưng nhiều củi quá thì sẽ tung hết lò. Sau bao đêm trăng sáng hẹn hò cuối dùng cùng, chú rể Hoàng Hùng chúng ta cũng đưa được thanh củi vào trong để nhen nhóm ngọn lửa tình yêu của ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi tuyên bố ta hồng tắm đượm từ đây, lễ chào nhẫn cưới của cô dâu của chú rể xin chính thức được bắt đầu ạ. Xin trân trọng kính mời cô dâu của chú rể ạ. Dạ vâng, xin kính mời chú rể ạ. Hồng ạ, hãy chào cho cô dâu Lương Phương chúng ta bằng cầu hôn ạ. Xin kính mời cô dâu chú rể chúng ta hãy tiến ra vị trí phía trước đi ạ. Vâng, nhẫn này là nhẫn vừa bóc đen, nhẫn bốn con chín đính kèm kim cương, nhẫn trao nỗi nhớ niềm thương, nhẫn trao nỗi nhớ vấn vương trong lòng. Vâng, khi ngọt. Dạ vâng, xin tất cả ơi, chúng ta hãy lộ một tràng pháo tay để mừng hạnh phúc chúc tân ái cô dâu chú rể trong buổi trưa hôm nay được không ạ? Vâng, có vẻ cô dâu của chúng ta hơi run ạ. Dạ vâng. Ngày xưa thì khi mới quen nhau, muốn hôn một cái làm sao thẹn thùng. Ngày nay lên nghĩa vợ chồng thì sẽ hôn răm ba cái để thỏa lòng ước mong phải không ạ? Ta thề hôn chúng ta hãy lộ một tràng pháo tay để động viên cho cô dâu của chú rể trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất được không ạ? Dạ vâng, xin kính mời cô dâu của chú rể. Kính mời chú rể quay một góc 37 độ 5 về cô dâu. Cô dâu quay một góc 35 độ 7 về chú rể ạ. Xin trân trọng kính mời. Tay của cô dâu ạ, đặt vào bộ phận cứng nhất của chú rể nó ở đâu ạ? Vâng, chính là bờ vai ạ. Bờ vai luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Tay của chú rể hay là đầu mần nhớ của dâu là vào eo ạ. Dạ vâng, đứa hai định nghĩa được từ hôn, có khó gì đâu dạ buồn chồn, hai đứa yêu nhau kẻ xin lại môi kẻ mắt nhắm, vâng thế là hôn. Vâng, trước khi nụ hôn này diễn ra, bạn chúng tôi có khuyến cáo rằng khi hôn cơ thể phải thả lỏng, mắt nhắm mờ cũng không được cắn chặt môi, mà miệng cũng không được há như miệng lồi, tránh tình trạng răng và lưỡi trôi vào cổ họng được không ạ? Trẻ em dưới 16 tuổi nhắm mắt lại tránh tình trạng phê. Vâng, những ai sở hữu iPhone 1200, 1800, iPhone iPad chúng ta hãy ghi lại những bức hình đẹp nhất cho buổi trưa hôm nay ạ. Vâng, 1 2 3 Vâng, xin chào tính lời có đầu chú rể ạ. Dạ vâng, vừa rồi là một nụ hôn của chú rể và cô dâu trao cho nhau. Vâng, anh muốn làm sóng biếc, hôn lên bãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi, hôn đi rồi phải hôn lại, hôn đến tan rã cả đất trời thì chúng ta mới thôi rào rạt phải không ạ? Ngay sau đây bạn chúng tôi yêu cầu chú rể Hoàng Hùng của chúng ta hãy rơi vào thế bị động cho cô dâu Lương Phương của chúng ta được phép tấn công được không ạ? Nhấc cánh tay của nhà gái đâu ạ? Dạ vâng, rất đông để ủng hộ cô dâu cô Lương Phương của chúng ta. Yêu cầu chú rể chúng ta, cô dâu chú rể chúng ta hãy quay về vị trí vậy. Chú rể Hoàng Hùng chúng ta rơi vào thế bị động nhá, không được phép tấn công. Vâng, và ngay sau đây là một nụ hôn chiều thắm đam thắm nhất của cô dâu Lương Phương dành cho chú rể, biểu hiện tình yêu luôn đậm sâu dành cho chú rể Hoàng Hùng trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, cái tên nhà gái đâu ạ? Trước một hàng hậu vẻ răng dày đặc của chú rể Hoàng Hùng như thế này, liệu cô dâu Lương Phương chúng ta có ghi bàn thắng gỡ hòa lần nào cho nhà gái hay không ạ? 1 2 3 1 Wow. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn. Vâng, kính mời cô dâu của chú rể chúng ta hãy di chuyển sang phần tiệc rượu ạ. Kính mời chú rể của cô dâu chúng ta hãy chung tay nhau lên ạ, sắp chai rượu mang tên chú rể Hoàng Hùng. Đề nghị chú rể Hoàng Hùng chúng ta hãy sắp thật mạnh và bật thật căng được không ạ? Vâng, sắp thật mạnh và bật thật căng ạ. Sức bật của rượu này là đại diện cho sức mạnh của tình yêu của dâu của chú rể đấy ạ.
Dạ vâng, rất là mạnh phải không ạ? Kính mời cô dâu ạ, chúng ta hãy chung tay vào chai rượu ạ, cùng với chú rể tháp rót lên tháp rượu tình yêu của buổi trưa ngày hôm nay. Xin trọng kính mời. Má em hồng, cho môi em thắm mà cho lòng anh say. Mà nếu em là một chén rượu cay, anh xin nhấp cạn để say suốt đời. Mà rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trao lòng thắm mà duyên về bên nhau. Dạ vâng, tiếp theo là chai rượu mang tên cô dâu nương thương của chúng ta. Vâng, chúng ta cũng lại sóc thần mạnh và bật thật căng đi ạ. Vâng, chị kính mời cô dâu rể chúng ta tiếp tục rót lên tháp rượu tình yêu đi ạ. Dạ vâng, công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng theo mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mà cha già thì ôm lấy măng non, sinh con nay mới được vuông tròn là đây. Ngay sau đây ban chúng tôi xin kính mời bố mẹ của chú rể ạ, anh hiện diện trên sân khấu để mừng nước ly rượu hồng của hai con trong ngày hôm nay. Xin trọng kính mời bố mẹ của chú rể. Vâng, xin kính mời chú rể Hoàng Hùng và cô dâu Nương Phương ạ. Chúng ta hãy nâng ly rượu lên để kính mời cha mẹ của mình. Xin trọng kính mời. Vâng. Lúc được minh măng thì không đong đầy tình mẹ, bây trời lòng nồng không phủ kỹ công cha. Trong tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Vâng, xin kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cầm ly rượu Hoàng của mình lên ạ. Vâng, xin kính mời toàn thể hội đứng và hãy nâng ly rượu lên ạ. Để mang hạnh phúc chúc tương lai cho đại gia đình chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Xin trọng kính mời. Dạ vâng, ngày xưa thì pháo lổ vang trời, ngày nay không pháo thì xin tuần tồi hối hôn. Chúng ta hãy lổ một tràng pháo tay nữa được không ạ? Hãy dọn hơn nữa đi không ạ? Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn, xin trân trọng tính mời hai bác ạ, bố mẹ cô dâu rể chúng ta lại di chuyển xuống phía dưới và tiền lướt tiền trà để tiếp tục dự buổi lễ đại thành hôn với cô dâu rể trong buổi trưa hôm nay. Vâng, ngay sau đây ban chúng tôi kính mời cô dâu của chú rể chúng ta hãy di chuyển sang bàn tiệc bánh ạ. Xin trọng kính mời. Vâng, có dòng chú rể chúng ta hãy cầm chung tay lên ạ. Vâng, chung tay hãy cắt bánh lên. Vâng, bánh này bánh nghĩa bánh tình, cắt ra chân sáng giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra, sáng ra chân sáng giữa ta với mình. Vâng.
vâng, ngay sau đây ban chúng tôi có một trò chơi nhỏ nhỏ dành cho cô dâu chú rể cũng như dành cho bạn của cô dâu chú rể như thế này. Vâng, xin kính mời bạn của... Vâng, xin kính mời chú rể ạ. Chú rể hãy mời bạn của chú rể ạ, một bạn trai ạ. Của chú rể ạ. Chưa có vợ đâu ạ. Là bạn nào ạ? Vâng, ngay sau đây bạn tôi xin kính mời ông bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên, chúng ta hãy lên ghi lại những bức hình đẹp nhất của trong buổi trưa hôm nay. Xin chào, kính mời ạ. Em chưa có vợ. Thế em muốn lấy vợ nữa được không? Vâng, dạ vâng, một lần nữa bạn chúng tôi kính chuyển lời mời của gia đình cũng lời mời của con dâu những người. Kính mời các cụ, các ông, các bà, quý cô, dì, chú bác, chúng ta hãy tiếp tục tiệc nước, tiệc trà, tiệc rượu để tiếp tục buổi đại lễ thành hôn của con dâu những người trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời và chuyển lời mời, trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, kính mời các cụ, ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên, chúng ta hãy hiện diện trước sân khấu để ghi lại những bức hình lưu niệm đẹp nhất cho buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy di chuyển xuống phía dưới ạ. Để mời tiệc nước, tiệc trà, nước thì cũng đã ngấm mà trà thì cũng đã pha. Để mời các cụ, các ông, các bà, quý cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nữ thanh niên. Nè đẹp này mà không ai chịu ảnh cho chị. Bây giờ chị cưới đấy. Chị có rượu. Chị bao giờ lấy chồng như này đấy. Chị bao giờ lấy chồng đấy. Chị biết được à. Chị ra ăn cơm. Đi đâu ấy? Quay nốt đoạn này á.